Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 21 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin lừa gần triệu đô bên Mỹ, bắt khẩn công dân Việt. Hơn 7.000 công dân Mỹ đã bị một nhóm người Việt Nam lừa đảo qua mạng, trong đó có một người mua hàng trực tuyến trên khắp Hoa Kỳ đã trả tổng cộng gần 1 triệu đô la để mua các sản phẩm rửa tay khô nhưng không bao giờ nhận được hàng, theo Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết vào hôm 18 tháng 8 năm 2020. Thông cáo đăng trên trang của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam vào ngày 18 tháng 8 cho hay, Hoa Kỳ và Việt Nam đã hợp tác điều tra vụ lừa đảo liên quan đến đại dịch viêm phổi Vũ Hán và bắt giữ 3 nghi phạm. Đây là hình ảnh thông cáo báo chí đăng trên trang web chính thức của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Việc điều tra và bắt giữ 3 bị can được mô tả là do Việt Nam tiến hành sau khi Văn phòng Cục Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ HSI thuộc Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh chuyển thông tin cho Bộ Công an Việt Nam. Và việc Bộ Công an Việt Nam bắt giữ các nghi phạm này đã chứng minh rõ ràng rằng chính phủ Việt Nam rất nghiêm túc đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến COVID-19. Cuộc điều tra này cho thấy các nạn nhân đã mất mát số tiền rất lớn dù họ đang phải đối mặt với nhiều thách thức to lớn khác do đại dịch COVID-19 gây ra. Chúng tôi tự hào khi Bộ Công an Việt Nam và Cục Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ đang hợp tác cùng nhau để điều tra vụ lừa đảo xuyên quốc gia rất phức tạp này. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel đã nói trong thông cáo như vậy. Và hiện chưa rõ việc bắt giữ nói trên đã được thực hiện vào thời gian nào. Theo Đại sứ quán Mỹ, cuộc điều tra bắt đầu từ thành phố Tampa, bang Florida vào tháng 3 vừa qua. Sau đó, Văn phòng Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển thông tin cho Bộ Công an Việt Nam để tiến hành bắt giữ. Và việc bắt giữ Phan Đình Thư, Trần Quốc Khánh và Nguyễn Duy Toản được tiến hành sau khi hơn 7.000 nạn nhân trên toàn Hoa Kỳ kiện dân sự rằng đã bị lừa đặt mua các sản phẩm, trong đó có nước rửa tay khô và khăn ướt diệt khuẩn trong bối cảnh có đại dịch COVID-19. Và hầu hết họ đều đã chuyển tiền cho các tài khoản thụ hưởng trên trang web để mua hàng nhưng không nhận được bất cứ sản phẩm hay lời giải thích nào. Đây là hình ảnh Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Dane và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội. Ba nghi phạm là công dân Việt Nam bị cáo buộc điều hành hơn 300 trang web với mục đích lừa đảo, bán các sản phẩm đang trở nên khan hiếm, thu tiền và không giao hàng cho khách. Các đơn kiện của những nạn nhân cũng cho rằng các bị can đã tạo ra hàng trăm tài khoản email và tài khoản người dùng với phương thức thanh toán tại Hoa Kỳ nhằm thực hiện hoạt động lừa đảo để trốn tránh các cơ quan thực thi pháp luật. Thông cáo cũng viết tiếp, các bị can đồng thời cung cấp các thông tin sai lệch về địa chỉ và số điện thoại liên lạc lên trang web của mình, dẫn đến hiểu lầm cho các cá nhân và doanh nghiệp không liên quan đến vụ việc phải nhận các cuộc gọi phản ánh và than phiền từ khách hàng phát sinh do các hoạt động lừa đảo này. Các điều tra viên của Cục Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ đã phát hiện gần 40.000 giao dịch lừa đảo trị giá xấp xỉ 975.000 đô la. Thông cáo cũng đưa cả số điện thoại và đường link để công chúng vào báo cáo trực tuyến khi nghi ngờ lừa đảo liên quan đến COVID-19. Vào cuối năm ngoái, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng phá một đường dây lừa đảo qua mạng sau 7 năm điều tra, trong đó 4 người Việt Nam gồm các cựu cán bộ công an bị kết án hàng chục năm tù. Nhóm tội phạm này sống ở Việt Nam và sử dụng thẻ gift card của trang web mua bán hàng trực tuyến Amazon.com có nguồn gốc bất hợp pháp để thu lợi bất chính. Trước đó, trong năm, các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ cũng phá một đường dây lừa đảo liên quan đến người Việt. Đường dây do người gốc Việt cầm đầu dựng ra các vụ kết hôn giả để giúp những người muốn vào Mỹ xin giấy thường trú thân nhân bằng các chứng từ giả mạo. Đây là hình ảnh Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng Bộ Công an. Vào chiều ngày 18 tháng 8 năm 2020, Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra của Bộ Công an Hà Nội vừa khởi tố bắt giam 4 bị can nhằm làm rõ đường dây lợi dụng dịch viêm phổi Vũ Hán để lừa đảo qua mạng. Các bị can gồm Phan Đình Thư, Trần Quốc Khánh, Nguyễn Duy Toản và Đỗ Chí Huy. Cả 4 bị điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo điều 290 của Bộ luật hình sự năm 2015. 4 người bị công an quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội bắt giữ vào ngày 11 tháng 7. Ngoài 4 bị can, 3 bị can khác cũng đang điều tra với vai trò liên quan. Và điều tra ban đầu, Toản đang cầm đầu nhóm lừa đảo, những người khác trú ở các tỉnh thành trong đó có Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Sô, việc khởi tố được tiến hành sau khi Bộ Công an và Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ phối hợp để điều tra vụ lừa đảo xuyên quốc gia này. Việc bắt giữ 4 bị can trên, theo tướng Tô Ân Sô, là sau khi tiếp nhận thông tin từ Văn phòng Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ HSI
thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ. Đây là hình ảnh người dân tranh nhau mua khẩu trang tại Hà Nội khi dịch Covid mới bùng phát ở Vũ Hán, Trung Quốc. Dựa trên các thông tin này, cơ quan chức năng Việt Nam đã điều tra riêng và bắt giữ Toản và đồng bọn. Nhóm Toản đã mua hơn 300 tên miền rồi lập ra 110 trang web thương mại điện tử để bán nước rửa tay khô, nước sát khuẩn, khẩu trang kháng khuẩn nhưng không có hàng. Ước tính đã có 5.000 khách hàng Mỹ lên trang thương mại do nhóm này lập ra để mua hàng, 40.000 giao dịch lừa đảo trị giá sắp xỉ 975.000 đô la, tức là hơn 20 tỷ đồng. Tướng Sô cho hay, Bộ Công an đang chỉ đạo các địa phương tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Những thủ đoạn lừa đảo qua mạng rộ lên thời gian gần đây. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã nhận hơn 80 tin tố giác tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua hàng loạt vụ việc trên, nổi lên các thủ đoạn lừa đảo phổ biến như kết bạn qua mạng xã hội hoặc là giả mạo người thân, cán bộ, ngân hàng, cơ quan thực thi pháp luật, lập trang web giả tạo khách hàng yêu cầu nhấp vào đường link giả để hack thông tin tài khoản cá nhân và chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Và các chiêu lừa đảo cũng được cho rằng hết sức đa dạng. Một trong những thủ đoạn phổ biến nhất hiện nay là kẻ gian chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội là Facebook hoặc Zalo hoặc Messenger, rồi đóng giả chủ tài khoản, viện những lý do cấp thiết để lừa người thân, bạn bè của nạn nhân chuyển tiền gấp qua tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp. Đây là hình ảnh bị can Trương Văn Hải lập tài khoản Facebook mang tên Lúc Đinh đăng tải bài viết nhận chuyển đồ khô, quần áo, mỹ phẩm, thuốc lá giá rẻ vào trang fanpage Hội Những Bà Bầu ở Korea. Qua đó lừa đảo nhiều người gửi hàng qua mạng sang Hàn Quốc chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng. Để tránh bị nghi ngờ, các đối tượng thường sử dụng từ ngữ khi được nhắn tin giống như chủ tài khoản thường sử dụng. Sau khi người thân, bạn bè của chủ tài khoản chuyển tiền qua các số tài khoản hoặc cung cấp số thẻ cào điện thoại qua cho chúng thì mới phát hiện mình bị lừa. Thủ đoạn tội phạm mạo danh cơ quan thực thi pháp luật yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản chúng cung cấp để điều tra, xác minh đang xảy ra ngày càng nhiều và số tiền thiệt hại thường rất lớn. Theo đó, đối tượng vẫn sử dụng chiêu lừa cũ như thông báo nạn nhân liên quan đến đường dây tội phạm như ma túy, rửa tiền, buôn lậu. Chúng dẫn dụ nạn nhân muốn chứng minh mình không liên quan đến vụ án phải chuyển tiền đến tài khoản do chúng cung cấp qua Internet, banking để điều tra, xác minh, nếu không sẽ bị bắt giam. Nạn nhân của thủ đoạn này là chị Lý, sinh năm 1988, ngụ tại quận 4. Chị nhận được cuộc gọi của kẻ tự xưng là cán bộ công an thành phố Hà Nội nói rằng chị liên quan đến đường dây rửa tiền. Sau đó, đối tượng yêu cầu chị chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản chúng cung cấp để cho tại ngoại điều tra. Nếu không liên quan thì số tiền trên sẽ được hoàn trả đầy đủ. Lo sợ bị liên lụy đến pháp luật, chị Lý liền chuyển tiền, sau đó mới té ngửa vì biết mình bị lừa. Thủ đoạn kết bạn qua mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản cũng ngày càng phổ biến. Các đối tượng lập tài khoản trên mạng xã hội với hình đại diện lịch lãm, khoe tài chính dồi dào, kết bạn, thậm chí hứa sẽ kết hôn với nạn nhân. Đây là hình ảnh chiêu lừa đảo khi đưa món quà 1 triệu đô ra sau khi kết bạn với một cô gái chưa có gia đình. Hứa gửi một thùng quà với rất nhiều món có giá trị như iPhone 10, những kim cương và 1 triệu đô la giấu kín trong con búp bê gấu bông về Việt Nam. Sau đó cô gái nhận được cuộc điện thoại từ một người tự xưng là công ty chuyển phát thông báo nhận hàng, nhưng trước khi nhận hàng phải đóng 22 triệu đồng, tương đương với 1.000 đô la. Sau khi cô gái chuyển tiền thì món quà cũng biến mất. Tiếp đó, đối tượng nói sẽ tặng quà, gửi ngoại tệ trị giá cao cho nạn nhân làm mồi nhử. Tuy nhiên, để nhận được quà, ngoại tệ, đối tượng lừa nạn nhân phải đóng phí dịch vụ, phí hải quan, tiền phạt bằng cách chuyển tiền đến tài khoản do đồng bọn của chúng thường làm giả nhân viên công ty chuyển phát nhanh, nhân viên hải quan. Và trước những bánh vé hấp dẫn, nhiều nạn nhân đã bị sập bẫy. Chị Nguyễn Thu ở Bình Chánh đã bị đối tượng là chủ tài khoản lấy tên đàn ông ngoại quốc là Meche Mick, nhân danh nhân viên tổ chức Y tế Thế giới WHO lừa chiếm đoạt gần 50 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Hát, sinh năm 1955, bị đối tượng tên là Michael Jacob, giả danh đại tá Hoa Kỳ, lừa gần 170 triệu đồng. Một thủ đoạn đang rộ lên là giả giao dịch mua bán nhằm mục đích lừa nạn nhân điền thông tin để nhận tiền qua đường link giả do đối tượng cung cấp. Theo đó, kẻ gian có thể giả làm người mua hoặc bán hàng hay gửi tin nhắn thông báo trúng thưởng, yêu cầu nạn nhân đăng nhập vào đường link giả mạo của chúng gửi tới. Và khi nạn nhân truy cập vào đường link giả này, nhập thông tin đăng nhập, mật khẩu đăng nhập và mã xác thực tài khoản ngân hàng của mình, tội phạm lừa đảo sẽ nhanh chóng chiếm đoạt được toàn bộ thông tin của nạn nhân và chuyển tiền của nạn nhân sang tài khoản của chúng. Thậm chí các đối tượng còn thông qua các trang web giả mạo ngân hàng trong nước hoặc tạo các trang web nhận kiều hối, thường là PayPal, làm cho khách hàng tưởng rằng các tài khoản của mình vừa nhận khoản tiền chuyển từ nước ngoài về. Sau đó, chúng hướng dẫn khách hàng quy đổi ngoại tệ qua web giả mạo,
lừa lấy tiền từ các nạn nhân bán hàng online. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Năm, ngày 20 tháng 8 năm 2020 với bản tin Lừa gần triệu đô bên Mỹ, bắt khẩn công dân Việt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn. Trung Khoa, Thời báo.de.